Xin chào mọi người nha, đây là những bụi hành mà mình trồng từ củ cũng đã được 1 tháng rồi đó mọi người. Từ nhà mình ghim từ một củ mà nó ra một một bụi gì luôn á mọi người. Trời ơi, thấy ham quá à. Nó cao nhưng mà nó hơi ốm á. Thì hành lá này thì nó chịu nắng và chịu ẩm á. Tại mình trồng chung với bắp cải á, cho giờ bắp cải nó lớn rồi cho nên cái hành nó cũng bị che ánh nắng bớt cho nên nó không có được mập mạp á. Mưa quá xá luôn mà bây giờ mình thấy nó bị xịu sọ và nó bị thối gốc á. Cho nên hôm nay mình nhổ bớt nha, cho cây cải nó lớn lên nè. Như cây cải nó đang nó che hết rồi, cây hành nó không có lớn được nữa. Giờ mình nhổ một ít và một ít để mình kho cá đồ mình nấu canh, còn một ít mình sẽ cho mấy bà ngoại ở xóm nha mọi người. Thì mấy người ngoại người ta đi tới luôn, người ta thấy mình trồng được, người ta dòm ngó lắm luôn, người ta khen mình á, thì cho mỗi người một hai bụi gì đó mà mấy bà ngoại thích lắm luôn á. Còn đây là những bụi mà mình đem vô nè mọi người, thì mình không có làm kim chi được mọi người, tại này nó nhỏ nó ốm yếu à. Mình sẽ để kho cá hoặc nấu canh đồ ăn nha, còn ít thì mình để sắt mình đông lạnh mình để được bảo quản ăn dần cũng được nữa. Thì hành cũng dễ trồng, mọi người trồng từ củ á, từ 3 tuần đến 1 tháng nào có thể ăn được đó mọi người ơi. Có thể tỉa lá mình ăn và mình để ăn dần cũng được, tại mình muốn trồng cái mới mình đã nhổ hết luôn á mọi người. Chứ mình để cho mình tỉa lá ăn dần dần cũng được nữa nha.